Này thiện hiện, nên nương vào pháp không nội để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với pháp không nội chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nên nương vào pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện, nên nương vào chân như để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nên nương vào pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện, nên nương vào bốn niệm trụ để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với bốn niệm trụ chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nên nương vào bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện, nên nương vào thánh đế khổ để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với thánh đế khổ chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nên nương vào thánh đế tập diệt đạo để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển.